Hôm nay là ngày đầu tiên, buổi đầu tiên tiếp xúc với lại những cái bài dựng nhảy trong live show của mình. Đã đúng thời điểm luôn á. Chân của mình ổn hết chưa ạ? 98. Mình nhảy thoải mái được. Thôi chưa rất thoải mái rồi, để coi thì cái ngày đó sao. Đang ráng lắm luôn á. Coi em muốn nhảy sử dụng bài thế nào đây. Giờ mình ngày đầu tiên mình nhớ động tác trước, nhớ cái đường dây đó. Còn nếu mà bắt đầu thực hiện nhảy thật sự máu me vô trong bài đó, thì cần thêm thời gian nữa. Nhớ động tác trước, nhớ bài vào trước. Các năm mình học sinh cá biệt thì bộ môn nhảy nhảy tập thể, được nhảy tự do cá nhân thì ý gì. Còn nhỏ thì được đi học nhảy đầm, học dance sport đó. Bây giờ mình dance sport thì nhảy đầm khiêu vũ lớp 6 và học như nặng lắm á. Nặng lắm cho người tới nghĩ sẽ quá dài như đâu. Hồi xưa là như vậy. Cái trường hợp nhảy là gia đình mình thích cho đi học nhảy. Xong rồi thầy sư phụ chính là ông Tạ Riệm. Tạ Riệm là bố của cô bé Thùy Vân tại Mỹ, bây giờ hot hot đó, đẹp nóng bỏng đó. Đó. Hồi xưa là có bạn dancer Nguyễn Cường nữa nha. Hồi xưa những cái gì mà Nguyễn là nổi lắm. Nguyễn Hưng rồi Nguyễn Yên, tất cả những điều nói nhau nổi lên kinh khủng luôn. Đấy, nên là bạn Nguyễn Cường phải đi Mỹ và ông muốn có một người khác thay thế. Nguyễn Cường thì ông đào tạo, thậm chí dừng luôn cái bài nhảy diễn diễn luôn hàng đêm rồi đó. Không bao giờ quên cái đó chứ. Bài nhỏ mà nó 6 lớp 7 mình giờ tới giờ cũng nhớ là ví dụ con đứng đây đi đúng không, mà hai bên là chài nè, đó sơ vậy nè, nhảy đôi nhớ hoài cái mở màn luôn. Được đi diễn ở đâu diễn ở đó, nhớ quận 10. Đêm nào có diễn mình đi theo coi á, thầy ông bắt đi theo cả diễn Nguyễn Cường. Sau Nguyễn Cường qua Mỹ gặp Nguyễn Cường làm tóc, gặp Nguyễn Cường không? Cường bỏ nhảy luôn, đúng là fan cứng của mình luôn. Dễ thương lắm, Nguyễn Cường cao to giờ hơi béo rồi, hơi mập xíu. Nguyễn Cường thì nhảy rất là xuất sắc đẹp. Cho nên là cái cơ bản, mọi người thấy những clip mà nhảy cho cha đó, quay những cái kiểu đó là có nền tảng, thấy không? Pop, anh cơ có nền tảng. Còn cái đồ mới thì trời ơi, mình bị hơi lỏng lỏng. Đó, nó nhảy, nó máu quá mà. Thay đổi hồi xưa, hai cái động tác khác nhau hoàn toàn. Cho nên có một chút xíu hơi chậm tiêu hết sự lúc mà. Còn nghĩ là cha là chết rồi. Cha thì pop, school là chết. Thành viên mẹ mẹ. Nhưng mà, thì quá ý dễ dàng cái gì mình luôn. Nói chung là nó liên basic của cổ điển là mình vô bao đủ cho em. Nếu mà tập cho cha tập những ba đây tôi đã hết hồn luôn mà không biết đâu, quá khứ mình giấu. Thì mình có clip mà cho cha đó nhớ không? Tôi từng tiếp nhận đến chân sao nhớ em. Mắt nó ngập trong chân luôn, trong máu luôn. Và thấy cái clip đó không vậy? Coi lại đi nha, đây nè. Nhất chiến đáng ân tình này mà lòng người nào có hai. Dẫu biết yêu đương là cuộc tình, mình chẳng có ngày mai. Sóng cuốn trôi đi hoài, lá khô rơi rộng đầy. Mà sao ta muốn lá đường rơi, chỉ mong tình em quên ngày tháng. Nhất chiến đáng ân tình này mà lòng người nào có hay. Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng vẫn mê say.